trong các trang web của Việt Tân, dân làm báo là một trong những trang đặc biệt quan tâm, ưu ái, nâng niu đến từng phát ngôn, từng việc làm của ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Điểm qua như: bác tổng lú, đệ nhất quan tham chính hiệu, ông trọng, ông còn lú cho đến bao giờ? Sao kỳ vậy lú? Với thể loại bài này, chỉ cần đọc tít đề đã thấy sự hậm hực, cay cú, điên cuồng, mất kiểm soát của các tác giả trái với các phát biểu gây sốc của ông tổng được báo chí sật tít dân chúng tung hô mỗi khi ông đăng đàn như đập chuột không để vỡ bình nhốt quyền lực vào lòng cơ chế củi khô củi tươi vào lò đều sẽ cháy ngăn chặn tình trạng chán đảng khô đoàn nhạt chính trị có vẻ như đều khiến các cây viết dân làm báo phát cuồng cố gắng ăn miếng trả miếng với hy vọng yếu ớt nhỏ nhoi sẽ dập tắt được hào quang của ông Tổng cũng như nỗ lực củng cố đảng Cộng sản chất chứa trong con người ông. Chẳng hạn mới đây, ông Tổng vi hành đến Hải Phòng ngày 14 và 15 tháng 11. Ông lại lưu ý quan đảng ở địa phương này cần đặc biệt phải ngăn chặn tình trạng chán đảng, khô đoàn, nhà chính trị. Ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng, kèn cựa nhau, Báo chí lập tức giật tít với bình luận mổ xẻ thực trạng nóng bỏng này với đủ các loại giải pháp hiến kế cho ông như ngăn chặn sự phai nhạt của báo đại đoàn kết, Tổng bí thư chống tham nhũng phải làm từ trên xuống của báo pháp luật, Tổng bí thư ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa kèm cựa nhau của báo công lý. Thế giới của các blogger còn đề cập đến vấn nạn này nóng bỏng hơn, trực diện hơn như chán đảng khô đoàn có phải là mới Quả thực, mỗi phát ngôn của ông Tổng gần đây gắn với các hành động quyết liệt trong điều tra xử lý 20 vụ đại án trọng điểm, hàng loạt nghị quyết kiểm điểm, chấn chỉnh đảng viên được quán triệt từ trên xuống dưới, hàng loạt quan đảng hạ cánh không an toàn, hàng loạt vị tay chót nhúng chàm như đang nằm trên thớt đủ thấy. 90 triệu dân đang mong hóng từng câu từng ý của bác Tổng là dễ hiểu. Bởi vậy, ngay lập tức, dân làm báo cho ra bài. Sao kỳ vậy lú? Nhức móc kiểu đảng ta vinh quang như vậy, còn đảng thì con tiên, sao lại đứa đồng chí ngu nào lại chán? Nhai đi nhai lại khẩu hiệu của cô ca sĩ Mai Khôi đòi đái vào Trump để lái sang ông Tổng, gắn ghép nỗ lực chống tham nhũng của ông Tổng là nhằm thanh trừng phái thân Mỹ, gây dựng phái thân tàu trong đảng. Kiểu, củi khô củi ướt cũng là củi đảng, miễn sao theo trọng phò tàu thì sẽ là củi quý. Tất nhiên, bài viết phỉ báng vắt cuồng nhằm vào ông Tổng sau động thái chỉnh đảng trên của dân làm báo, được các trang tin lề dân loan tải như là sản phẩm có giá trị của phong trào dân chủ. Thảo nào, cựu nhà báo đoan trang chẳng phải ca tụng dân làm báo là mẫu mực truyền thông trong đối trọi với báo đảng, được minh chứng trong cuốn sách Căn bản về truyền thông và báo chí, sử dụng để dạy cách làm truyền thông cho các dân chủ gia thảo nào. Tân làm báo là bến đỗ quy tụ các tinh hoa của làng dân chủ như blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nguyên nhân cốt lõi của bản án 10 năm tù mới đây. Với sản phẩm thế này, với cách huấn luyện đào tạo kiểu đó, bảo sao làng dân chủ Việt mấy chục năm qua đều bị dân chúng sán nhãn với làng cờ vàng hậu chiến ở xứ Cali hay rán mát Việt Tân chẳng oan uổng tí nào.